Lô anh em tiếp thêm em nữa nha anh em. Mời xuống công su nha. Con này su thái, su thái mà lấy vỏ nhỏ nha. Giao cho khách về Phú Yên nha anh em. Con này giá rẻ thôi, hơn 200 xíu à. Xuống không xu nha, con này 200, hơn 200 xíu à. Về xe cộ về tới nhà luôn, Phú Yên nha anh em. Khách vô trực tiếp xe máy nha. Vỏ đầu lên vỏ mới, vỏ sau là đi vỏ, vỏ không nhỏ. Con này nguyên bản của nó là không lớn nha anh em, ga lì ha. Khách không có nhu cầu xài không lớn nên lấy không nhỏ. Sao cũng không động cơ 2.4 turbo nha anh em, 60 mã lực ha. Dòng này thì anh em về đi kéo là có đồ ok. Con này thì hàng giá rẻ nha anh em, hơn 200 xíu thôi, xe cộ về tới nhà luôn. À, anh em mình có đang quan tâm mấy dòng cô ta đời mới liên hệ bên em có sẵn hết cho anh em, 5060 thì có đủ hết, nhỏ nhỏ thì có 3.4, 3.6 ha. Này giao về Phú Yên nha anh em, khách vô hôm qua, khách về trước rồi. Này mới vào nha. Hai em, một em Phú Yên, một em Đắk Lắk. Con này 600 xu nha anh em, xu xu Thái, xu Thái đời 2015. Đời này thì động cơ khá ổn ha. Anh em mình có quan tâm đến cái mẫu này liên hệ, sao không hiện tại bên cửa hàng đang có sẵn nha anh em, máy Việt máy Thái gì có sẵn hết. Giá dao động cho mình từ 200 trở lên là có cái mẫu này, là rất là dễ xài. Con này thì hơn 200 xíu thôi, xe cộ về tới nhà luôn anh em. Hiện tại dàn sới dàn cài em còn rất là nhiều nha, anh em mình có mua lẻ lẻ thì liên hệ em. Đây cài HD 6 chảo, 5 chảo, 7 chảo thì có đầy đủ và rất là nhiều, đẹp đẹp không mà mấy cái dàn chảo này còn rất là đẹp anh em ha. Đây anh em thấy không? Ủi đầu nữa nè, thấy không? Ủi đầu xúc lật luôn. Vàng cài khung, vàng cài khung nè anh em. Vàng cài khung vuông nè, vàng cài ống chỉ tròn nè ha. Rồi vàng cài CMT nữa nè. Đó. Rất là nhiều ha, rất là nhiều dài mẫu luôn. Đây 246 DH246 là nhiều nhất. Đó, anh em mình có nhu cầu quan tâm thì liên hệ em, xúc lật chính hãng của ta nè anh em, dành cho 4.5, 4.750 ha. Đó. Rất là nhiều mẫu mã luôn nha, anh em mình có quan tâm thì liên hệ em. Mời xong không xu này giao về Phú Yên. Yên máy thôi anh em, khách lấy yên máy thôi. 2015 nha anh em. Mấy cái này thì không có tạ ha, chế 3-4 tạ mới gặt cho khách dằn đầu lại. 4 cục thì nó cũng khoảng gần 50-60 kg ha. Cho em nó lên đường về nhà, xong không về Phú Yên, dễ dễ nha. Tới nhà luôn, chưa tới 250 nữa, quá đã. Rồi chúc. Rồi cảm ơn anh em nha, chúc anh em về làm ăn phát tài nha.